lên đi việc tôi hiệp ở xa mùi đập bay bác sĩ phơi nơi tìm đi. Bên nơi bên mũi, bộ kỳ bàn đỏ hồ và thụ đỏ minh xung khăn bị dưỡng. Chia chia cần lành sức xả. Tại tất cả mấy bộ phố nâng nơi nằm nơi ngày đọc bẩm bẩm khai mê xá chất sập rạm nâng cư bộ phố nâng bàn rụm đọc tế cảm chia chênh bí xa mấy luân nol xa mấy luân nol chất nâng ngày đọc bẩm bẩm cư rụm đọc tu tiên bà tế mà bộ phố hay nhóm ca nông khai mà dụ đọc bấy nắm. Pol Pot đã cầm bông cúp cường vật tế Campuchia và hai năm vòng bởi chất tập rám bàn bằng phần lãnh chùm nét đấng và bật thua nâng cao ốc rung. Bị bố bộ kê khai nẹ miên chùm nét đấng to và bà chàng nâng bộ kê. Nhâm ban bắt bóng ốc cả từ sức xa nơi bí lực nhóm nơi bắt thông sức xa nơi ai đèn đầy khá nhóm mình xua khá nhóm trở bàn kì bình chìa áo từ thủ ca nơi gần lại đặt sở dương tên tài khá liên hai miền cùng hẳn nơi khá nông chất khá nhóm. Ta nẹ kịch thà nâng miên ở vấy cạt láng trong buộc cụ ma tiếng nút đem ngân miên ở cả an bộ kê nâng miên chùm rư cài bì rù nơi ta chì mùi à rõm mùi plet nâng bần đọ à xôn tay bần nọ bộ kê nâng miên bộ kê nâng bần ách kịch giang chì rư chì rư ông bì rương nút tì. Cá mình ăn dịp hứ cứ tư tại đôi khả nia nâng thuốc cá đòi ạch đặc biệt này.
ខ្ញុំបានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបណ្ណាល័យជាមួយអង្គការសន្តិខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់ まあ、混じった時ポルポト時代からもう10年ちょっとは経ってたんですけど、まだやっぱり先生が8割殺された国ですから、その育成ができてなくて、本当に学校ももうわらぶき屋根で、そこで先生が一冊教科書持って、みんなの子供たち賭けみたいな、ああ、この教育はこれはどうしたものかと。 まずここに来て、日本人とカンボジアさんが読み聞かせ絵本で読み聞かせました。本当子供たちがもう脇目も振らずにこう買ってるスタッフもずっと一生懸命見て、学びたくても学べなかった、そのまあ飢餓感っていうか喉の渇きみたいなんですかね、それは感じますよね。クラビットバナライマンでみんなラマイ nơi không sẽ làm thầm địa năng bên ông khi ông làm phước lăng bên trên đời xa đời xa ban là lấy chia cái lại mũi đây nhập tục nơi chấm nét đăng hơi chia cái lại mũi sinh gặp ở con sợ án đại bình môn lá cái lại ní ở miền ban là lấy thì chắc bên ông để ban là lấy hơi hơi cũng khi ông làm bài rí bên trên第一号ですね。93年ですね。1号多分ね10月ぐらいですね。1000冊。見ましょうか。絵本っていうのはいろんなものが入ってるんで、そこにその民族のいろんな風習とか入ってますから。はい。まあ、特に文化はね、自分が何者なのかっていう。 ជាងរយៈពេល20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះរត់ថ្ងៃមានសិស្សជាច្រើនមកអានសៀវភៅនៅទីនេះវាធ្លាប់បាត់បង់ម្ដងរួចទៅហើយ យើងត្រូវតែការពារវាដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកវាចេញពីយើងបានទេបណ្ណាល័យជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យបំផុត